Suzuki XL7 sẵn sàng cho khởi đầu mới. Hãy làm điều bạn muốn theo cách của bạn. Suzuki XL7 với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất SUV cùng các tính năng an toàn vượt trội, thoải mái và tiện lợi ở tất cả hàng ghế. Tại Việt Nam, Suzuki XL7 được phân phối chính hãng hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn 599,9 triệu đồng. Bản Sport Limited 639,9 triệu đồng. Suzuki XL7 đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giá trị tương đương 30 triệu đồng. Từ cản trước XL7 gồ ghề đến đèn pha LED và lưới tản nhiệt mạ chrome đều tạo nên điểm nhấn. Không gì ngăn cản bạn làm điều mình muốn. Kiểu dáng thể thao cùng những đường gân bảo vệ, Suzuki XL7 mang đến sự tự tin và niềm vui khi lái xe. Thanh giá nóc và 7 chỗ ngồi linh hoạt đảm bảo cho mọi kế hoạch yêu thích. Mạnh mẽ và táo bạo không chỉ là một phong cách, đó là cuộc sống của bạn. Ngoại thất xe XL7 đậm chất SUV. XL7 sở hữu phần đầu xe có thiết kế khá cá tính và bắt mắt. Phần nắp capo được nâng cao, dập nổi gân guốc. Cụm lưới tản nhiệt lớn được thiết kế rất hầm hố, điểm nhấn trang trí bằng logo Suzuki to bản ở giữa cùng hai thanh ngang mạ chrome tạo hình dựa theo thanh kiếm katana của người Nhật. Đèn pha LED hiện đại. XL7 sở hữu cụm đèn chiếu sáng đa khoang sử dụng cho cả đèn chiếu xa, chiếu gần. Đặc biệt XL7 còn có giải đèn LED ban ngày bố trí nằm kéo dài tiếp nối với thanh chrome từ lưới tản nhiệt tạo thành một vòng cung sáng bóng ở đầu xe. Cụm đèn còn có khả năng điều chỉnh được độ cao của góc chiếu sáng. Đèn sương mù hình tròn được đặt trong hốc đèn ốp nhựa đen đi cùng với ốp cản trước sơn bạc trông rất hầm hố và nam tính. XL7 có kích thước dài 4450, rộng 1775 và cao 1710, chiều dài cơ sở của xe 2740, khoảng sáng gầm xe 220. Hốc gió dưới của Suzuki XL7 mở to, được nâng đỡ bởi phần cản trước mạ bạc bệ vệ. Ở hai bên, đèn sương mù được bọc trang trí toàn bộ bằng nhựa đen nhám góp phần tăng thêm vẻ thể thao. Trần xe XL7 có thanh giá nóc vừa khỏe khoắn vừa tiện dụng. Xe trang bị gương cùng màu với thân xe với đầy đủ tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Thân vỏ Suzuki XL7 được nhiều người dùng đánh giá dày dặn. Cửa đóng khá đằm chắc. Tay nắm cửa XL7 mạ chrome tích hợp nút bấm khóa cửa nhanh cho cả hai bên. Được trang bị kính cách nhiệt cản tia hồng ngoại giúp ổn định nhiệt độ trong cabin tốt hơn. Vòm bánh xe và toàn bộ cạnh dưới thân xe đều được ốp nhựa đen nhám giúp chiếc xe trông đậm chất địa hình hơn, cũng như bảo vệ thân xe khỏi các vết chảy xước do đá dăm khi di chuyển trên địa hình xấu. Phần đuôi xe của XL7 gây ấn tượng mạnh nhờ cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED được thiết kế hình chữ L với hiệu ứng 3 chiều độc đáo. Cửa sau sơn màu đen. Phía trên nóc xe có cụm đèn báo phanh trên cao. Khu vực dưới kính sau XL7 được sơn đen bóng tạo sự đồng điệu với phần viền kính bên trên. Giải phản quang phía dưới chuyển sang đặt dọc nằm lọt lòng trong hốc nhấn sâu. Toàn bộ cản dưới đều được ốp nhựa đen nhám, nhấn thêm ốp bạc ở giữa trông khá cơ bắp và khỏe khoắn. XL7 sử dụng cốp cơ mở tay. Ngoài ra, phần đuôi xe còn được trang bị đầy đủ camera lùi cùng với cảm biến đỗ xe phía sau. Suzuki XL7 là một dòng xe có khoang nội thất rộng rãi nhờ chiều dài trục cơ sở đạt mức 2740mm. Sử dụng vô lăng thế hệ mới có dạng đê cắt 3 chấu và được bọc da toàn bộ, mang đến cho người điều khiển cảm giác chắc chắn, vững tay cũng như da vào vị trí ngồi dễ dàng hơn. Tay lái còn được tích hợp các nút bấm chức năng tiện dụng, đặc biệt là tính năng nghe, gọi điện thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng và kết nối Bluetooth. Ngoài ra, người dùng có thể điều chỉnh gật gù lên xuống vô lăng trong phạm vi 40mm để tìm góc điều khiển phù hợp nhất cho mình. Phía sau tay lái là hai đồng hồ analog đối xứng qua một màn hình nhỏ hiển thị nhiều thông số quan trọng của xe. Bảng táp lô xe sở hữu giao diện đặc sắc với lối thiết kế tựa như cung đàn, tích hợp các hốc gió điều hòa nằm ẩn bên trong, ngay bên dưới là tấm ốp vân carbon xám đầy sang trọng và mới lạ. Ngay tại trung tâm táp lô là màn hình cảm ứng 10 inch, được đặt hơi trách sang bên phía ghế phụ, có thể kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay, Android Auto và hỗ trợ tính năng camera lùi hữu ích. Phía dưới màn hình là bộ điều khiển cùng khu vực cần số. Xe sử dụng dàn âm thanh 6 loa tweeter sống động, cùng với đó là hệ thống điều hòa hai vùng tự động kết hợp 4 cửa gió dàn trải ở táp lô và cửa gió hàng ghế sau, mang đến bầu không khí mát mẻ và đầy thư giãn cho người dùng. Một số tiện ích cao cấp như cụm điều khiển đèn trên trần xe, ngăn giữ cốc tích hợp thông gió làm mát ly nước, ổ cắm điện 12V và hộc đồ cho từng hàng ghế. Chiếc XL7 có thể di chuyển cực mượt với sức kéo động cơ hộp số tốt khi đi trên đường phố chỉ với cấp số 1, 2. Ở cấp số 3, 4 xe hoàn toàn có thể chinh phục các cung đường ngoại ô, đường trường nhiều đèo dốc với trải nghiệm lái chân thực nhẹ nhàng.
Ngay cả khi chạy trong thực tế, lúc cần vượt xe XL7 vẫn tỏ ra vượt trội hơn hẳn các đối thủ khác khi có thể bứt tốc một cách trơn tru, nhẹ nhàng và thân xe vẫn ổn định, vững chãi. Để nhận voucher khuyến mãi giảm giá tốt nhất phụ kiện, hãy liên hệ qua số hotline 0962 642 872 để được tư vấn chính xác. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video, hãy nhấn đăng ký kênh, like và theo dõi để xem video mới nhất của Suzuki nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.